Em biết sau đó một tuần, thì tại sao bây giờ em mới nói với anh? Cái Giang nó làm sao? Duyên là... Kìa, Thu Lê, em bình tĩnh nào. Dù có chuyện gì xảy ra, vẫn có thể giải quyết được mà. Nói cho anh nghe đi. Anh ta biết thông tin về con. Cái Giang ấy. Nhưng thông tin gì? Về con của chúng ta. Thú thật là anh không hiểu em đang nói chuyện gì nữa. Anh còn nhớ ngày em sinh con không? Là con gái chị ạ. Cháu bé xinh lắm. Bé nhà chị có vết bớt ở vai to quá. Cũng may ở sâu dưới vai. Anh ơi, vợ tôi thế nào rồi ạ? Đẻ rồi, con gái, ba cần mốt. Vâng. À, thế xe cấp cứu sắp đến chưa? Xe chắc sắp đến rồi đấy. Ừ, này, anh yên tâm nhé. Dạ. Kỳ ơi, cái xương nó đẻ chưa? Xương đẻ rồi cô ạ. Con gái, cũng ba cần mốt. Cô chạy ra ngoài, mua sữa xương, tôi vào bế cháu. Thế tôi đi luôn đây. Dạ vâng ạ. Bệnh nhân trong này anh ơi. Mình ơi, cố lên mình ơi. Chị ơi, cố lên nhá. Chị cố lên. Không có vấn đề gì đâu chị. Một lát là lên đến tỉnh thôi. Mọi người cẩn thận. Cho chị vào đây. Mình ơi, bế con của chị này ra theo mẹ luôn nhá. Ừ. Con gái anh đây nhá. Em cảm ơn anh ạ. Bế cẩn thận, bế cẩn thận. Bố thương, bố thương, bố thương. Như vậy có nghĩa là Duyên chính là con đẻ của chúng ta. Con gái anh đây nhá. Em cảm ơn anh ạ. Không thể như vậy được. Chính anh nhận cái Giang từ tay hắn mà. Anh ta đã trao nhầm. Em biết chuyện này từ khi nào? Em biết sau đó một tuần. Cũng chính là ngày bố Hiệp mất. Chị tìm ai đây? Anh ơi, anh cho tôi hỏi bác trạm trưởng có ở đây không ạ? Cả trạm lên huyện tập huấn rồi, đi từ hôm qua cơ. Thế anh có biết bao giờ bác ấy về không ạ? Tôi biết làm sao được. Mà hình như chị không phải người ở đây. Dạ vâng, tôi... Thế chị tìm trạm trưởng có việc gì? Tuần trước tôi có sinh con ở đây. Sau đó thì tôi được đưa lên bệnh viện tỉnh cấp cứu luôn. Nên là hôm nay tôi đến đây để cảm ơn bác sĩ ạ. Tuần trước à? À, tôi nhớ ra chị rồi. Chính vợ tôi là người đã đỡ đẻ cho chị đấy. Thế thì may quá.
Anh ơi, anh cho tôi gặp chị nhà được không ạ? Vợ tôi cũng lên huyện tập huấn rồi. Mà tôi nhớ cái lúc đưa chị ra xe cấp cứu, chính tay tôi đã bế con của chị trao cho chồng chị đấy. Thế ạ? Anh ơi, thế thì tôi có một băn khoăn, tôi có thể hỏi anh được không ạ? Chị cứ nói đi. Lúc mà tôi vừa sinh xong ấy, tôi nhớ là vợ anh có nói trên vai con tôi có một vết bớt. Sau đó thì tôi thiếp đi, nhưng mà khi về đến nhà thì tôi không thấy vết bớt nào trên người con tôi, trên vai cũng không có. Tôi đang lo có phải hôm ấy do nhiều việc quá, biết đâu lại có khả năng nhầm lẫn không ạ? Em biết sau đó một tuần, thì tại sao bây giờ em mới nói với anh? Em xin lỗi. Lỗi là tại em. Không. Anh thấy chuyện này không đúng. Không đúng. Nếu nhầm, thì tại sao em không tìm và đổi lại? Vì anh ta nói con mình đã chết. Con ơi, sao con lại đập lạnh lẽo ở dưới này? Tại sao? Mẹ nhớ con lắm, con biết không? Con ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, mẹ đã kịp bế con đâu. Sao con lại đập ở dưới đây? Về với mẹ đi con ơi. Tôi xin anh giúp tôi chăm sóc bộ đứa bé vừa khỏi hàng tháng cho nó đỡ tủi được không? Vâng, chị yên tâm. À, nhưng mà cái đứa bé hôm đấy chị bế, chị vẫn nuôi nó chứ? Tôi làm gì còn khả năng sinh nở nữa. Đó là đứa con duy nhất của tôi rồi. Nhưng mà nó không phải là... Xin anh, tôi xin anh. Phản anh, anh đừng nói chuyện này với ai hết. Tôi xin anh. Rồi, chị yên tâm. Thì tôi không nói. Nhưng mà muốn tôi không nói thì phải có cái gì rán rán vào mồm tôi chứ. Vâng, tôi hiểu ý anh. Tôi xin anh giúp tôi. Từ giờ phút này trở đi, tôi và anh không quen biết nhau. Anh muốn gì, anh cần gì, tôi đều đáp ứng được. Khó khăn mấy tôi cũng đáp ứng được. Tôi chỉ xin anh sống để bụng, chết mang đi, được không ạ? Tôi xin anh đấy. Được rồi. Em đã vội tin vào lời anh ta. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em đã quá ích kỷ. Em chỉ nghĩ đến bản thân mình. Lúc đó khi biết em không còn khả năng sinh nở nữa, con thì đã chết. Mẹ đứa bé kia cũng đã mất. Em sợ mất anh. Em sợ sự khắc nghiệt của mẹ. Cho nên... Mình ơi, em cầu xin anh hãy tha thứ cho em.